Hình như mình như mình gạo đuổi á. Ơi. Cầm nha nha, mẹ quơ quơ, mình đuổi anh cái nó đằng con này nó chạy lại nè. Chạy đi nè, em dễ dễ lắm. Tuốt lắm kìa. Con cá đằng này mới bự nè anh ơi. Ừ, con nào cũng bự hết trơn. Anh canh không? Mê quá. Ồ, con cá đó thấy ham. Con gỡ được không? Dạ chắc là được. Bắp mề chà bá luôn. Ồ đây cho con nữa. Quá hay kìa. Ờ. Con gỡ được không? Nè nha, nó bơi nè nha. Con cá là mình đuổi nó mới mắc lưới nó mới dính là bởi vì nó còn mạnh sôi sôi sôi. Anh phải thấy con bự kìa. Để anh hỗ trợ tiếp con gái anh coi. Gỡ được không? Dạ biết đi. Cầm cứng cứng cái đầu nó chở con đi. Cho hỗ trợ phải không? Dạ. Rồi. Ôi. Gỡ được cái mình cái đầu. À, nó gần ra nè phải không? Ở đây còn con nữa mấy anh ơi. Đó nha. còn đó kìa. Chung qua lưới luôn hả? Đó, thù hồi thấy mê chưa mấy anh con gỡ con này thì con gỡ đây nè. Mập em quá khá là ú luôn. Biết lắm mà chỗ này im mà. Đây, một con cá rất là ú luôn. Con nào cũng ú. Con tụt chiều này nó cũng ra nữa nè. Bữa nay cá cái nhiều. Con tụt chiều này nè. Cá mái. Con lần bên đây cái nè. Lần bên đây nè. Nghe đơn giản không? Dạ đơn giản. Anh phái bự chừa cho anh cá bự đó. Chừa anh cá bự phải không? Chừa cá bự. Ủa trời nó quậy cơ kìa. Ừ. Rồi em ra em lần giỏ lại. Đó. Ồ cá bự quá. Rồi anh dịnh gì được. Con cá nó hình như cá trống anh. Cá trống. Cá trống mà bữa nay bự dữ ha. Cá trống này bự thiệt chứ. Uống quay luôn. Đó. Như con này là con bự nhất đó nha. Bữa nay hên là nhà có con gái cho đi đó. Đúng vậy. Ngay cái chỗ này nó mát nè. Quậy hết đường chạy rồi. Đâu là buồn. Đuổi chứ. Ừ, đuổi kia hết đường chạy rồi đường ghét lại đây cũng ủi vô lứ. Cũng dính. Nay dù gia đình em đi đuổi lưới kiếm cá dính nhiều hay là dính ít thì gia đình em cũng mong cô chú anh chị mình cùng gia đình em đi thăm hết cái đoạn đường thăm lưới và đuổi lưới bắt cá luôn nha cô chú anh chị. Còn một ít tay lưới em đang giăng nữa nha. Đang giăng gần nhà. Cái tay lưới hồi nãy mẹ giăng á mấy nha. Biết là cá mới giăng rồi là bắt đầu có cá dính rồi đó. Bây giờ xuống hai tay lưới dưới nữa là giăng là nó dính dữ lắm. Cá này là cá phi vuông. Từ thiên nhiên mình không có nuôi phân thuốc gì trơn. Cho hai đứa con đi ăn ruộng luôn nha. Rồi em dính đó đi, dính đó. À, nắm rồi đó em rồi. Cái đầu này, rồi lên nhanh lên. Em đi không kịp anh đâu. Chắc hai mẹ con đó. Ô, 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 dính nữa, dính nữa, nhân ơi, dính nữa. Cầm cái đầu lưới đó cho cha gỡ. Cầm, ừ, mẹ. Cầm cái cha gỡ. Không, để cha dính, cho con dính. Con gỡ hả? Đây, cha chào, hỗ trợ. Nè, con nắm đó, con lần bên đây. Nè, lần bên đây gái, lần bên kia cái. Nè, vô nè. Nè, nè, con lần cái là nó vụt vô luôn nè. Ồ, oh, mấy nhân tài quá, yeah. Rất là đơn giản. Ồ, oh, dính nữa. mình quậy vậy đó, cái đầu nó lộ ra đây ha. Ồ, cha mấy nhân chọt, quyết liệt luôn kìa. Gỡ nữa em ơi, gỡ nữa em ơi. Em gỡ con này đi. Nó mấy nhân đi qua đây với cha. Con đi đây, con đuổi cái lần này. Cá quá trời ú. Nè. Dí nó ví đường nó không còn đường để nó chạy. Hết dính gì rồi ta. Hết dính rồi ta. Ôi, được cha nó nhăn quyết liệt luôn mấy nhăn.
mẹ lùng đó, mẹ đi cái nó ngang vai mẹ rồi nên mẹ đi đâu lợi không đâu. Bắt cái này là được hai lưới. Giờ mình hai lưới này mình xuống mình thăm hai tay lưới kia của mình đi. Em không văng nữa hả? Mình còn hai tay lưới cũ với mình xuống mình gỡ cái nữa là mình vô được rồi đó anh. Bao nhiêu đây là bắt đầu là em rút vào. Nhiêu đây mình rút đi. Mình đánh thăm mấy vàng lưới như kia. Rồi hai mẹ con lần qua chảng đi. Cái này có sâu đâu con. Để đại thì cho chị con. Mẹ bỏ cái giò dục lên con ơi. Rồi lên. Lên. Rồi con lên. Rồi. Mấy tay kia em văng đâu? Cái tay kia ở dưới anh. Anh bơi qua bên đó đi. Bơi qua đó cái bơi về dài dài chút. Em cầm dầm mà em kêu anh bơi vậy. Rồi. Nhanh. Ở đây có cái lệnh. Nè tới cái gạch này con thăm thử gạch này nha. Ơi, cho bắt vô giùm con. Dính nữa là mình không có hại, không có bò. Dính con cua giặt ghê. Cua giặt. Nhăn thêm lắm à. Ừ. Rồi gạch này. Vừa nó ăn được miếng nào. Đây lưới em văng đoạn nào em? Văng đây nè. Cái cây đà ngay đây nè, em dí xui xuống dưới đó, em tính dí vậy chân hỏi cho anh lấy nước ra cái trong này nó chạy xuống nó ủi vô tay lưới mình. Dạ. Đó đó đó, anh thấy nó nhúc nhích không? Có dí. Em xuống hả? Nè cái đít này xuống bự quá. Rồi xuống nhân ơi. Rồi, thăm thăm đấy. Chú ơi, dạ, hai cỏ dạ. Một mình mẹ đây đây. Được không? Được. Ủa, em nghe thấy. Ê, tốt nữa. Kia kia nè. Ồ, cả nhóm dần dần nữa. Ồ, lại xuống mò. Xuống luôn nhanh, xuống luôn, xuống luôn. Kìa, đằng kia nó kìa nhanh hơn, anh ơi. Nhiều lắm, nhiều lắm luôn. Con dở, dở, dở. Ồ, trời ơi, con ngồi, tao nó linh nghiệm. Cái lưới này nó lên nghiện. Cái lưới này nó lên nghiện. Quá. Không có. Con, anh bưng thao xuống hả? Bưng thao xuống chứ. Ồ, lên nghiện không? Em dí đây, định hồi nước. Em dí trên cục đó, nó chảy xuống. Chảy xuống hả? Dạ, cho hai mẹ con gỡ ha. Rồi, anh bưng đi. Rồi. Rồng. Cũng như không rồi, cả nhà ơi. Được. Ồ, đây con nữa. Đây nữa. Không lẽ con này nó mới chạy nó dính nữa ta? Con đó như dưới ruột nó sáng lại đó. Ừ, nó mới dính này, con chút. Con này nè, con là cái như cha chỉ vậy. Dính con chút xíu, mới dính chút xíu cái mép à. Cái trang như cha chỉ vậy, nhớ không? Đó, mình lần hai bên. Cầm chặt thằng này. Em cho anh một con đây. Đấy, được ba con nghe đây con ai con cá nào bự ơi cá con nhanh bự đưa cái đầu vô chứ cái đầu chín chứ đường nào nó cho nó cái đường rồi anh lấy nè em dính nha để anh lấy cho ôi dính cái cá nó bự nè cá đó mấy bự cá này nè à, con để xuống nó lội rồi không ngờ dính cái chơi mày dính lại nó mới lội được. Ủa? Ủa? Thấy chưa? Để không? Lưới lên chút được nha. Cái này một hồi đó mà mặt sức mà nước nó giật ra là mặt sức mà đỡ. Đó, hai đứa con đỡ gì đó. Trời ơi, em nói anh á, cái người mà sát cá là bắt đầu ta văng ra, ta văng vậy đó. Lưới cũ mà ta văng, thấy dính không? Còn cá cắp mê mê không ạ? Cá là phải mê mê. Em đeo vào tay nó có đỡ. Thank you.
đây. Vậy chứ dồn dồn nhiều lắm nè anh. Nhiều chứ em. Còn dính nữa đó em ơi. Cái lưới này nó cũng dài lắm. Mấy chục mét luôn rồi. Ồ, một em. Một em, một em. Một em. Một em. Còn nữa anh ơi. Hả? Cái lưng anh còn đó. Cá này nó bự hơn em. Bự, em để bàn tay. Nó lòi cho em coi, ừ, để nước. Ừ, con cá này cái bàn tay xè luôn, bạo bàn tay xè luôn. Cá gì ăn mới ngon. Em đeo bao tay á, đeo bao tay khó gỡ. Bự luôn cho nó dùng đó, nó đơn giản rồi. Còn hết nha ơi, còn đâu đằng kia còn không có. Mẹ phải sở ra định chiều ra chưa ra thăm nữa chứ. Một ăn cao mà tôi không dám nhân á. Trời ơi, cái lứa này gì vậy chứ khỏe hơn một tuổi nãy đó nha. Ăn cao mà rung, ăn cao mà rung. Ê, bự hơn cái tay con cá này. Con cá này là anh rồi. Từ 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 từ. Dạ. Lộn lộn mấy cái nữa kìa. Xịt nước luôn. Cái cá đực mà cũng nước nâu dữ nha. Đực đực chứ giờ nước bẩm em ơi. Ờ cái này hồi nữa biết nhân vô hả biết nhân đăng ký bằng cá với mẹ nha. Dạ còn nữa không mẹ? Còn chứ. Đâu. Trời ơi chụp dính cá. Nhà con cua nó quất khúc nè. Con cua. Con cua đó mình bắt được không được thì nó rớt nó cũng còn con chim vuông mình quá. Nó kéo thành tay đi. Cái gặp gần. Cái lưới này khúc này mà em được hai con nghe.
2. Tay lưới này nó dính ê, ê, anh đặt con lịch, anh đặt con lịch chứ giọt. Ê, anh lịch đặt lịch. Dính không anh? Hả? Đúng không? Đâu rồi? Con lịch. Nó rút đâu rồi? Nó bự luôn nha. Hả? Bự luôn nha. Bự. Tại cha đang bắt cá đó cho con này. Dưới cái tay của anh nó trơn á. Nó cho đạp đụng nó là cho bắt chín. Em mang mua tay là em bắt được nó. Xíu nữa là được con lạch rồi. Ô đây được con. Ô. Ở đây nó đi em. Mình vũ gác nè. Ở đây mình vũ gác nha. Ở trên vỏ nó xong con. Là chiều nay hả chồng nó không nhận xét được cứu vợ mình nữa nha. Yeah. Rồi anh. Rồi trước vậy. Xin đó, em đây trang rửa cho. Rồi vô trong luôn. Vô gì lắm, cây nước rồi lại đây. Kết quả thì gia đình em nuôi cá được bấy nhiêu đây cô chú anh chị à. Em với con tắm đi. Em đổ ra nè. Quá xá là mê luôn. Cá hú quay à. Cá này làm con. Cá này nó nhịp nhịp cá này nó ngon à. Nói chung bữa nay nước nó hơi đầy quá chứ phải nước còn cạn thì anh đuổi lớn chắc nó nhiều lắm nha. Rồi hai mẹ con tắm đi. Tắm đi trước khi mình mần cá là mình sẽ khô luôn. Mát không anh? Hả? Mát không? Hả? Cái mặt cái nó làm mát nha. Làm sao nha. Ôi trời ơi. Có gần sói cho tắt xuống. Được. Kỳ hòm đi nha. Kỳ hòm á. Quay lại kỳ lưng nha.